Chào mừng các bạn và anh em, anh Nguyễn đang test và demo một bộ hát cao cấp. Thì bộ này chơi được hai nhiệm vụ chơi sâu, một là nghe nhạc quá nhá, rất hay luôn. Ép lách tách, bass sâu, lời ấm, không có súp đâu nhá. Và karaoke thì nó thật kỹ là hay và trong. Bộ có thể crowd backstage 1002 đẹp xuất sắc. Và đôi loa 515 nguyên tử súp đâu nhá. Với chiếc băng số 1 lâm, một quản lý nguồn và một mic. Có đây không? Cái trường hợp nó rộng chưa? Không dùng súp vào nhá. Hãy tin lần đầu tiên ngày em đã làm giàu. Trời chưa nguôi nắng, khổ đau chưa lắng tối hơn, đã đưa tin người yêu mất. Nhận thức che phủ tương lai, cuộc đời cả trời ấm u. Một lần thôi được thăm viếng mộ em, trong em hãy biết chắc không ngờ số đuôi người đã thia thua từ dạo đó. Nhật thực che phủ tương lai, cuộc đời ai thắng ai đây. Lần đầu tiên ngày em đã làm giàu. Trời chưa nguôi nắng, khổ đau chưa lắng tối hơn, đã đưa tin người yêu mất. Nhật thực che phủ tương lai, cuộc đời cả trời ấm u. Ngưu lang cùng chực ngư còn trông thấy mà cõi sầu đến thuở nào mới biết duyên nhau. Xin chờ tôi nhé người dấu yêu đến kiếp sau. Cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em, trong em hãy biết chắc không ngờ số đuôi người đã thia thua từ dạo. Nhật thực che phủ tương lai, cuộc đời ai thắng ai đây. Nhật thực che phủ tương lai, cuộc đời ai thắng ai đây. Là phần karaoke bác nhá. Quá hay rồi. Một ca khúc buồn làm chi em ơi. Anh Nguyễn mời quán cùng nghe trên dàn hát và nghe nhạc cao cấp. Một cặp loa 515 mới cứng ngựa thôi nha. Một cô đẩy crowd backstage 1002 vang số và bị buồn mic và lời tiếng. Thì đây là bộ dàn có thể nói là tuyệt tác của ngài âm thanh Việt Nam. Tiếng nhạc chi tiết, sắc nét, micro rộng dài và rất là ngọt tiếng. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dài dòng, mần lạnh nỡ qua cầu sang ngang.
buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ làng. Tiếc một đời sơ sát, ngỡ ngàng chuyện tình chẳng gian. Ai gieo bao phũ phàng, cho hoa khi mùa tàn. Thường số kiếp bẽ bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trai. Chàng ngày mưa tôi rơi, mắt ngôi sao nghe xa cầm với. Đời còn báo tương lai, nỡ sai vẫn kịp quay nhau. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài. Buồn làm chi em ơi, nắng mưa lào bởi gió mềm. Tất cao là thiên ý, lên tình đành phải giữ ra. Xin mang theo kỷ niệm, thêm bao nhiêu lỗi niềm. Theo hoa rơi đến đêm, mà giữ mãi tận đáy con tim. Một cộng đoàn 515 trở thành huyền thoại trong ngành hát và ngành nhạc có ngành Việt Nam anh nhé. Rất là đẹp, rất là hay, tiếng nó rất là vượt mà sâu lắng và chi tiết. Bên em đã dành ra một nửa tiếng để xếp toàn bộ quá trình của bộ dàn này anh em nhé. Qua các nhu cầu mua sắm có ghép thì hãy nghe theo số máy 0936 583 440. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng đỡ ngàn. Tiếc một đời sơ sát, ngỡ ngàng chuyện tình cháy ngang. Ai gieo bao phũ phàng, cho hoa kia ùa tàn. Thuyền số kiếp bẽ bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa tôi rơi, mắt tôi sao nghe xa tầm với. Đời còn báo tương lai, nỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian thôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài. Buồn làm chi em ơi, nắng mưa lào bởi gió mềm. Tất cao là thiên ý, nên tin đành phải giữ ra. Xin mang theo kỷ niệm, thêm bao nhiêu nỗi niềm. Theo hoa rơi bên mà giữ mãi tận đáy con tim. Quá tuyệt vời các nhân, với bộ karaoke này. Đấy, bác nghe tiếng kép này, tách tách đấy đúng không? Tí
cái bộ này bác nhất này em muốn chơi súp. Bởi vì để hai cây thì không súp đâu nhá. Đấy, cây chỉ đánh hai quả full thôi. Một cầm loa 515 mới quét quẹt thôi nhá. Với đồ súp. Đấy, giá nhích trên 30 triệu một chút. Đấy bác nhìn này. Không anh súp nhá, bởi hai kênh mà, đúng không? Đấy 515 bác nhá. Hàng full đồ súp mới quét quẹt. Giá nhích hơn 30 triệu bác nhá một tí. Một con này cờ rao xuất sắc bác nhá. Em đang bán cực kỳ hợp lý luôn. 12 triệu nhá. Giá bình thường là 15 17 triệu. Đẹp như này bác nhá. Một chiếc vang số mới quét, một quản lý nguồn, một lưng tiếng và một bộ mic. Đấy bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhá. Mua lẻ được bác nhá. Mua cả bộ cũng được. Đây thì đây là bộ hát có thể anh em vừa nghe nhạc chuyên sâu vừa hát thì tuyệt vời. Đấy thì bác nào có nhu cầu đang đồng muốn đầu tư về những bộ này thì liên hệ với em Hành Nguyễn nhá. Ok các bác. Xin chào bác nhá.